Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trước kia thì chúng ta luôn mong muốn sở hữu cho mình một thiết bị công nghệ có thể giúp chúng ta lưu lại được những khoảnh khắc đẹp của chính bản thân mình, của những người thân yêu hay là một vùng đất mà chúng ta đã từng đi qua. Tuy nhiên, với thời đại công nghệ 4.0, việc sở hữu một thiết bị như thế là điều hoàn toàn dễ dàng. Chính vì vậy mà chúng ta tự đặt ra câu hỏi, liệu sản phẩm nào có thể giúp chúng ta có được những hình ảnh đẹp, chất lượng ấn tượng đây và với hình ảnh vô cùng sắc nét. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu tới tất cả các bạn một thiết bị có thể đáp ứng được những yêu cầu đó và còn hơn thế nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng làm một phép thử đơn giản nhé. Cảm nhận của các bạn như thế nào sau khi xem những hình ảnh được chụp bởi một thiết bị thông thường và Sony A6600 rất ấn tượng được không nào? Vậy sản phẩm này có những điều gì đặc biệt khiến cho mọi người muốn sở hữu nó đến vậy? Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Bao phủ gần như toàn bộ khu vực cảm biến, hệ thống 4D focus mạnh mẽ, kết hợp 425 điểm AF phát hiện tương phản để lấy nét chính xác chỉ trong 0,02 giây. Trong khi đó, công nghệ High Density AF Tracking có khả năng theo dõi các đối tượng chuyển động trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Với định dạng APS-C, với nhiều cải tiến cho chất lượng hình ảnh mượt mà, rõ nét, đổi nhớ tối thiểu và ISO từ 100 đến 32.000, đồng thời có thể mở rộng thành ISO 100 đến 102-400.000 để làm việc trong điều kiện ánh sáng yếu. Bên cạnh đó, khi kết hợp với bộ xử lý hình ảnh Bionic có tốc độ nhanh hơn 1,8 lần so với A6500. Nhờ vậy, tốc độ chụp liên tục hàng đầu là 11 khung hình trên giây với AF và AE, cho phép ghi 16 bit với đầu ra tệp thô 14 bit đem lại thăng màu, tông màu rộng hơn. Ở định dạng Super 35mm, Sony A6600 đem lại khả năng quay phim 4K với độ phân giải pixel đầy đủ và không có pixel cho phép ghi đè lên khoảng 2,4x. Bằng cách thu nhỏ từ độ phân giải tương đương 6K, các video được quay có độ chân thực và sâu sắc hơn. Bộ giải mã video XAVCS sẽ đảm bảo hình ảnh chất lượng, chuyên nghiệp, phù hợp với người dùng. Màn hình LCD 3 inch 921K có thể nghiêng lên 180 độ và xuống 74 độ để phù hợp với hoạt động từ góc cao và thấp. Màn hình cũng tích hợp công nghệ Wide Metric để tăng độ sáng nhằm hỗ trợ sử dụng trong điều kiện ánh sáng ban ngày. Với những ưu điểm vượt trội của sản phẩm Sony A6600 đã giải quyết được những vấn đề mà các bạn đang băn khoăn thắc mắc khi đang tìm kiếm lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý hay chưa. Với 29.990.000 đồng, các bạn đã sở hữu ngay sản phẩm Sony A6600. Hãy liên hệ ngay với anh Đức Digital để đặt hàng và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất nha.